Hello, xin chào tất cả anh em quay trở lại với clip của ông thứ 957 Sheva 2. Mình coi ông thứ 957 Sheva 2 cho tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với con đề của mình thử hỏi thử coi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Con đề mình anh em cứ nghĩ là 600 triệu mà 11 cái hai sức đánh, anh em nghĩ sao? 600 triệu 11 cái hai sức đánh thử hỏi vãi hồn. Nói chung là cái vấn đề đây là mình mang đồ gì và vì sao mà sức đánh cao vậy? Mình mang toàn đồ sức đánh, thấy sáng giờ nó cộng sức đánh không? Đúng rồi, sáng giờ nó cộng đúng mỗi 100k HP này. Đúng thật là nó cộng đúng mỗi 100k HP thì hiện giờ thì 610 triệu rồi. Úi giời, trưởng tiềm năng kinh vãi trưởng luôn đấy anh em. Tí nữa mình sẽ giới thiệu đồ cho anh em. Rồi anh em xem, có thể xem con đệ mình này. 11.200 sức đánh vãi luyện luôn ý. Vãi trưởng thật, 11.200 sức đánh. Kinh hồn anh em xem này. Úi dồi ơi, nó trưởng kìa. Trưởng kinh vãi luyện luôn ý. 63k, đó là Atomic ấy nhá. Cá mê cũng khéo, nó trưởng 100k anh em. Nói thật, cá mê ấy. Tiếc thật. Tiếc là rất đáng tiếc. Thực sự đáng tiếc. Nó là Atomic chứ không Akai, nó không ra cá mê. Chứ ra cá mê là quá ngon rồi, đúng không anh em? Và bây giờ mình sẽ giới thiệu con đệ mình. Nói riết á, nó bị lắp cặp luôn ấy. Nói chung là hiện tại thì nó đang mang cải trang VIP và sức đánh cộng cao nhất đó là chính là 23%. Chắc chắn là nó cộng hơn Mabu 100 rồi. Mabu chỉ 22% thôi nhưng mà cái cải trang VIP này tới 23%. Và radar cấp 1 900 sức đánh, còn lại 4 món 6 sao 18% sức đánh. Đó, găng này. Nói chung cái găng này khá cùi. Cái găng này tí nữa mình sẽ đập cấp 4. Hiện tại thì bây giờ đang úp nên lười đập quá. Nói chung là cũng sẽ tí nữa sẽ đập cấp 4 lên cho nó VIP. Ok, phải nói rằng quá là đã luôn. Anh em thấy con đệ nào mà 600 triệu mà 11 cái hai sức đánh, mình đến mình nhìn cũng phải vãi cả luyện ý. Nói chung là hồi nãy là úp cái găng này nè. Cái găng này là của mượn á, găng mượn, tí nó phải trả chứ không trả nó đập chết. Mà chắc là phải kéo lâu dài thời gian quá. Sợ skill 3 Kaioken. Nếu như mà skill 3 Kaioken thì theo anh em mình nên làm gì nhỉ? Trưởng kinh vãi luyện luôn anh em, nhưng mà nhanh hết đậu lắm. Sức đánh cao quá, trưởng ghê quá, nhanh hết đậu, vãi cả luyện thật. Trưởng vài ba phát là hết đậu. Đấy, anh em xem này, nó tụt liên tục luôn, thể lực nó tụt liên tục luôn. Trưởng vài cái tụt rồi. Nhưng mà tiềm năng á, lên nhanh vãi luôn. Anh em xem này, mang cái găng bạc Zelot cấp 1 cấp 7 1800 sức đánh. Cái quần sắt trôn 1800 sức đánh. Áo bạc Zelot 1800 sức đánh, cái giày bạc Zelot 1800 sức đánh. Cái con đệ này là gọi là không phải là nó còn sướng hơn cả vua nữa anh em ạ. Đại khái là vậy, nó sướng hơn cả vua nữa. Anh em xem kìa. Chí việc đánh, còn lại đồ đậu đồ sư phụ lo hết. Xem này. Quần 1800 sức đánh này. Anh em mình có thể để cho anh em vài giây anh em ngắm kỹ hơn. Quần 1800 sức đánh. Áo bạc ra lốt 1800 sức đánh, cái quần sắt này 20 triệu mang được rồi. Còn cái áo bạc này thì 170 triệu. Nói chung là cũng ok, mình mới ép hồi trưa. Lúc livestream á. Em nào chưa xem mình mở skill đệ thì vui lòng vô livestream mà xem. Găng bạc Zelot 17 1 cấp 7 33 sức đánh 800 khí gửi ngọc. Cái găng này nếu như mà 1733, để mình tính cái nào. 1733 vậy đập lên cấp 4 là nhiêu anh em nhỉ? Để mình tính cái nào. 1733 cộng 173 bằng cộng 190 bằng. Ui giời ơi, nếu như đập lên cấp 4 mà không xịt là 2096. Nếu tính cả xịt nữa tầm trên 2k là ổn rồi. Quá ấm luôn chứ không phải là tưởng nữa. Quá đẹp luôn đúng không anh em? Một set phải nói quá tuyệt vời. Set này là chỉ có là không phải là mình không phải đại gia, mình nói thật. Anh em chắc chắn có những anh em comment bên dưới là anh còi đại gia này nọ mang đồ 1800 sức đánh úp nhanh là đúng rồi. Cơ bản là những cái đồ này là đồ đam mê của mình không có bán nó, mình để từ trước tới giờ rồi. Nên là bây giờ là mình cứ để và mình úp thôi, đồ Namex, đệ Namex, đồ mình có là mình úp thôi. Đơn giản, chung là hôm nay chỉ giới thiệu là con đệ mình là 600 triệu 11 cái hai sức đánh. Đại khái là nói thẳng ra là khoe đấy anh em ạ. Nói thẳng ra là khoe đi. Thì cứ vậy thôi, vui là chính. Đại khái là vậy, lâu lâu livestream nha anh em coi nha. Nói chung là hồi trưa livestream mà kinh vãi cả luyện này. 3k 5 lượt xem còn hơn cả người ta like Liên Minh Huyền Thoại ấy. Đúng là Ngọc Rồng Online có khác. Đấy, lại hết. Đậu tốn đậu lắm. Đấy, anh em có thể xem lại này, ngắm lại set đồ 30 giây ngắm lại set đồ nhá. Áo bạc Zelot 800 sức đánh. Quần sắt trôn 1800 sức đánh. Găng bạc 1800 sức đánh.
cái giày bạc 1800 sức đánh, và dự trong tối nay tầm 9 đến 10 giờ mình sẽ đập cái găng này lên cấp 4. Đại khái là vậy. Sức đánh của con đệ 11k2, 600 triệu 11k2 sức đánh. Liệu có ai hơn? Quá tuyệt vời. Thôi ok, clip này mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa. Mong anh em mãi ủng hộ mình trong con đường mua bán cũng như là con đường làm clip. Cảm ơn anh em đã luôn theo dõi và ủng hộ clip cho mình. Hãy luôn nhớ là xem clip của mình thì nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha. Ok. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Chúc mọi người 30/4/1 vui vẻ, và mọi người nhớ dành tiền để sáng mai mua acc của mình nha. Ok ba anh em, nếu như mà ngày mai mình có bán acc, mình sẽ đăng acc trực tiếp lên kênh YouTube và mình sẽ phục vụ điện thoại anh em từ sáng đến tối, đến khi nào hết acc thì thôi. Ok. Chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người một clip gần nhất nha. Bye anh em.